Chiều qua, ông Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 15 thuộc Tổ đại biểu Quốc hội số 3, đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã đến thăm và tặng quà cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà được ông Long trích từ tiền nghiên cứu khoa học của mình. Tại buổi lễ, đại biểu Nguyễn Công Long đã gửi lời hỏi thăm chúc Tết nồng ấm tới các gia đình. Ông Long cũng cho biết, việc tổ chức các chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn là một hoạt động thường niên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Thông qua đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn được tham gia, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách tại địa phương, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.